đưa rồi. Rồi. Đi ra Phật. Giờ đi vô. Trời ơi. Bà già nữa. Dạ. Chị em mà nước con túc cái hoa cho hoài đâu. Dạ. Ai cũng có gia đình riêng hết trơn á, nó chẳng ai cũng lo số phận riêng hết trơn á, nhưng mà chính nổi với nó lo, con nước không à. Vợ nó lo, với mấy đứa nhỏ. Mua ăn, mua ăn, mua ăn. Anh là giống như trụ cột chính trong gia đình đó cả nhà. Bây giờ đi. Ngoài tình thương của anh chị nó đẩy rồi nó cho á, chụp bỏ bỏ đó. Dạ. Nó lên con. Dạ. Từ người con cả nhà. Hồi nãy vậy nó bé vô trước mặt ba nhắm mắt rồi. Như bay về được tới nhà rồi đó. Cái thương sọ não đó. Dạ. Với con mắt ảnh bị văng mắt rồi, không có cứu chữa được. Như ở trên đây nè, dính ở trên đây nhưng mà nó quá ngoại tử rồi, cứu chữa không được. Nó văng ra luôn hả chị? Không, dính ở trên đây luôn nè, nhưng mà ngoại tử như dẹp lép luôn đó, con mắt nó dẹp lép dính trên đây nè. Mắt văng lên trên này luôn. Ừ, dính dẹp lép luôn. Trời đất ơi. Rồi em nghe nói là khi mà sáng mà chị gái liên hệ thì nói là đưa anh về giống như ở gần nhà để điều trị gần nhà, nhưng mà sau khi mà tụi em đến đây thì lại nghe được cái tin là anh mất rồi. Dạ. Rồi là sao chị, trong lúc mình đang ngầm giấy hay sao? Sao không, hồi sáng là bác sĩ vô khám. Dạ. Là lúc ảnh bình thường lắm. Dạ. Chân á, em mới hỏi là bác sĩ nói là bệnh viện nó quá tải rồi, tính ngày mai là chuyển cho ảnh về Sóc Trăng ở gần nhà đi, dễ để chăm sóc. Dạ. Rồi cái bác sĩ vừa ra chút xíu cái em kêu ảnh hoài rồi anh tiếng cái ảnh trả lời người ta, chừng ảnh cũng không muốn giúp chị chứ. Em mới chạy kêu bác sĩ bên đi để anh cho cấp cứu, rồi nhồi nhồi giống như nhồi nhồi máu nhồi tim cho đập lại đó. Mà tắt thở rồi, tắt thở đang trong bệnh viện chỗ cấp cứu. Bây giờ nhận giúp em ha, 1 triệu, 2 triệu, 2.500.000. Dạ. Cảm ơn mạnh thường quân. Dạ. Dạ. Gia đình mình. Dạ. Chịu 200. Cảm ơn luôn nha anh. Cảm ơn các nhà quan tâm đó, hỗ trợ giúp gia đình em. Cái nhìn mấy đứa nhỏ thương lắm cả nhà. Khi mình đến đây. Dạ xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh Bagina. Dạ hiện tại thì em đang ở huyện Mỹ Xuyên, ở tỉnh Sóc Trăng cả nhà. Thì hôm nay em cùng với anh em trở lại đây để chia sẻ đến quý khán giả một cái hoàn cảnh. Đó là hoàn cảnh của một người đàn ông 39 tuổi. Như video trước thì thì anh em có chia sẻ thì cũng đã đưa anh về tới nhà rồi cả nhà. Thì hôm nay anh em lại tiếp tục trở lại đây. Tại vì chút xíu nữa thì cũng tới giờ tẩm liệm rồi cả nhà. Nghe nói là 5 giờ. Giờ này thì 4 giờ mấy rồi cả nhà. Thì hôm nay anh em đến 5 giờ là vào liệm. Dạ. Nói thì như video trước thì anh em cũng đến cũng như chào duyên từ quý mạnh thường quân, giúp đỡ cho gia đình được một số tiền á để lo cho bọn hậu sự á. Thầy hôm nay thôi con chào thầy nhá, con chào mấy anh. Dạ. Chào mấy chú. Dạ. Dạ. Thì áo quan cũng đưa đến rồi cả nhà. Dạ. 5 giờ ha, 5 giờ hả chú? 5 giờ là liệm ha. 5 giờ. Ờ 5 giờ ha. 5 giờ. Vợ ảnh chồng ha chú. Vợ á, vợ của anh mất á. Ờ, lại đó luôn đi. Có tiền trao cho tiễn sao. Thôi ngồi uống nước đi. Dạ dạ được rồi. Giờ để con lại nói chuyện. Chào chị nha. Nói chị đi. Đứa nhỏ nè. Chào chị. Đứa nhỏ nè. Ăn cơm nước gì chưa chị? Cơm cải nè cái. Ăn cơm chưa? Chưa. Chắc mệt dữ lắm hả? Sáng dậy chưa ăn. Ừ. Thương chị hồi nãy giờ. Rồi con gái nè. Chân té. Giờ đồ đồ mua xong hết chưa chị? Dạ. Đồ đạc nào mua chuẩn bị hết chưa? Đầy đủ hết chưa? Dạ đầy đủ rồi, chờ tới giờ liệm mà. Ừ, chờ tới giờ liệm ha. Ngày nay áo quan thì cũng có chị hả chị? Chị mua. Ờ chị mua cho chị ha. Ừ. Là mua chứ không phải là mình đi đi xin hả? Dạ mua. Ờ mà chị chồng ở dưới nhà dưới đó ha. Dạ. Nhìn hôm nay đến mà nhìn chị buồn nè cả nhà. Rồi con trai nè, rồi con gái. Thương quá. Mấy ngày hôm nay thì con nữa, còn một con trai nữa. Ừ. Ai? À còn một con trai nữa. Thương không? Anh con hả? Bé bé lớn ở đâu có ở đây hả chị? Dạ ở không, bên. Tại vì em nhờ ngoại nuôi đứa, tại vì có mình anh đi làm mà sao không có đủ nuôi. Rồi. Gửi ngoại đứa. Ừ.
sao nhỉ? Vô với mấy đứa con vô trong đi, đặng thầy chuẩn bị tụng kinh nhập Phật ha. Dạ. Thôi giờ chứ. Thì chị đứng đây cho em gửi ít tiền của quý mấy ông, quý Mạnh Hùng Quân á. À, rồi sẵn rồi em gửi luôn rồi cái chị mình vô trong ha. Rồi, luôn gửi luôn luôn. Thì thay được cái tin của anh 39 tuổi bị tai nạn mất á. Thì chú Tỷ ông cũng biết được cái tin của gia đình mình cũng khó khăn á. Thì chú cũng gửi cho chị 2 triệu chú Tỷ ở Sài Gòn ha. Dạ, chị cảm ơn chú Tỷ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình em. Vì đầu trước thì anh em cũng đến cũng như là trợ duyên được một số tiền. Thì giờ là tiếp tục mà Mạnh Thường Quân lại thì mới vừa đăng tải lên thì Mạnh Thường Quân cũng thương rồi gửi thêm 2 triệu nữa cả nhà. Dạ. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân. Sự thì cũng trong lúc này thì gia đình đang rất là buồn cả nhà. Gửi cho chị luôn. Cố gắng lên nha chị. Cũng cảm ơn chú Tỷ rất là nhiều. Dạ cũng cảm ơn chú Tỷ. Bây giờ chị vô trọng làm lễ đi. Thầy kêu lễ. Thầy kêu rồi đó cả nhà. Gần đến giờ rồi. Mình đi vòng anh kia đi. Anh kia đi. Thật sự thì khi mà anh em đến thì nhìn cái hoàn cảnh gia đình á, nghe hai vợ chồng thì cũng không có nhà cửa gì hết, nghe nói cũng ở tạm nhà của người thân á. Bây giờ làm lễ tận liệm mà. Đi bắt cho xe nó vô chỗ nào đâu. Mà bây giờ thì thầy cũng đang làm lễ để chuẩn bị tẩm liệm đó cả nhà. Anh với chị cũng đi vô. Rồi đúng rồi, chị giờ là tẩm liệm anh cái này kêu áo cái áo quan. Áo quan này là mua. Thằng Bến đó rồi. Đi vô ở bên trong kìa. Không phải học sinh. Phèn vô, để ra nè. Đây nữa nè, nhóc này nè. Đây vô ăn đi vô. Hay gì đâu Phật. Đây là anh Phạm Quốc Tiến 39 tuổi nha cả nhà. Từ trần vào lúc 9:35 ngày 2/1/2024 nó nằm ngày 21/11 Quý Mão thì nhập quan lúc 7 giờ chiều nay nha cả nhà. Còn lúc động lễ động quan thì 9 giờ ngày 5/1 A Di Đà Phật. Đoàn thì di ảnh của đoàn cái gì? Thấy sao mà vắng vẻ không? Vắng vẻ ha. Các bạn mong người thân cũng ít á, nên khi mất người thấy cũng không có ai hết trơn. Từ sáng giờ khi mất thì cũng có anh chị đứng ra để phụ lo cho cái hậu sự đó cả nhà. Thực sự thì chị vợ thì bây giờ thì cũng rất là buồn, rất là bối rối luôn. Nhờ có gì ảnh đó ha. Ừ, có gì ảnh rồi. Cái nhà thì giờ thì cũng đã đưa anh vào quan tài cả nhà. Thì do hình ảnh cũng nhạy cảm nên em không có thể nào ghi hình được đó. Giờ đúng 5 giờ cả nhà, đúng 5 giờ rồi. Đưa vào không? Đây là phía đằng sau nhà nè cả nhà. Ở phía đằng sau nhà, phía đằng sau thì cũng còn có nhà nữa. Còn có nhà của người thân ở phía sau nữa cả nhà. Đây là nhà của anh chị. Nghe nói thì cũng ở tạm thôi, ở tạm nhà của người chị thôi chứ cũng không có nhà nữa. Bây giờ đem đồ ở đây đốt luôn. Thấy cái đồ mà anh nằm á, anh Tiến nằm thì cũng đem vào đây đốt luôn. A Di Đà Phật. Để dưới
phía sau này cũng có nhà, đây bên đó cũng có nhà. Bên đó là đâu có lộ hả chú? Đâu có lộ, bên kia có lộ không chú? Có, cái thằng trước có lộ. À, trước có lộ. Mé sông. Dạ, à mé sông. À, bên phía bên kia là mé sông. Đây là, đó là cái nhiệm đề. Dạ. Yeah. Sao này, ta mấy này nè, ta lấy cốt hết luôn. Thì cũng chưa, không có đất đai gỡ thì ra đây mình ở thôi. Ồ. Oh. Rồi đây là cái nhị tỳ, khi mà lấy cốt hết rồi người dân mình khó khăn ra đây nở. Quan dạ. Ở đây con quan tắc á. Tôi ăn vậy nó như là rồi sao ở nhà nước cũng cho. Dạ. Rồi mới nói nhà nước giờ ở nhà đông đảo quá mà chặt chội á. Dạ. Ra đây ở trường làm nhà nước cần thì trả lại cho nhà nước. Rồi. Ở năm nay cũng mười mấy 20 năm nay rồi. Dạ. Đây là mộ mã không à. Dạ. Thì rồi cái đây là cái khu ngày xưa. Bởi vì thấy bên đây thấy con thấy cây cối đâu không thì này kia tùm lum hết trơn. Lùm luôn. Dạ. Những con gái đó. Giờ đốt những cái đồ. Được rồi vậy từ từ nó cháy. Nhà này cũng phải là nhà của Tiến nữa. Nhà của người chị mới bỏ đi Sài Gòn làm cũng lâu rồi. Dạ. Rồi Tiến mới chị thì chị kêu Tiến không có nhà đó mới cái Tiến qua để ở nhà bà chị bên tận chắc nhà ở chúng nhờ ở nhà hay chú ha con ở nhà Tiến. Dạ tính ra anh chị cũng chưa có nhà luôn à, ở nhờ nhà của người chị thôi thật sự luôn. Anh là giống như một cái trụ cột chính luôn ha chú à, ha nó là trụ cột chính trụ cột chính trong gia đình để kiếm tiền lo cho vợ con bây giờ thì... làm thì đủ sống vậy thôi chứ dạ giờ còn mấy đứa nhỏ vợ cho thấy ở khu vực ở đây bà con vắng vẻ quá gì chú khi mới về cũng chưa hay nghe người ta chưa hay hay sang hồi trưa giờ thì thấy nói chung là cũng ít đó nói chung á tiếng cũng ít xuống về cũng ít chơi ít cái nhậu nhẹt chơi bời với ai lắm dạ đi làm là nhiều đó. Nên là thấy cũng vắng phía sau là có nhà bà con phía sau chú ha à, đằng sau đứa thì có cái lộ mà cặp mé sông luôn à, ở cặp mé sông luôn chú nói là ở đây là giống như ngày xưa cái khu nhị tỳ ở đây nè à. Người giờ người dân bắt đầu ở ở đây cũng mười mấy năm rồi đó. Chỗ mình đứng đây là cũng mồ mả đó rồi ta lấy cốt mình lấy cốt rồi mình lắp đất ở từ từ dạ nhị tỳ là ít có ai ở lắm đúng chú đúng rồi chặt chội quá mà chứ nhà anh em thì đông thì không có chỗ ở rồi ra chen lấn nhau ở nhà nước còn la đuổi nữa dạ rồi đốt cái nhà cái này đồ của anh không có gì chiếu anh nằm hay chiếu nằm đi mấy cái mưa chạy đi căn tôm rồi dạ hồi khói quá để xích vô vô hôi quá dạ cái cao mưa này cũng là khói quá trời khói quá rồi nha khó hoa con gái cơm chưa? Dạ, chưa hả? Ừ, ngại đó. Phía sau có nguyên cái cây to nữa nhỉ. Khoảng bao lâu mới gặp quen với chú? Như là 3 ngày á. Chú về cũng chưa hỏi gì định tại chú Sài Gòn cũng mới về nữa. À, chú hồi nãy thấy bạn câu phó là 5 tay, bữa nay 2 tay rồi. Như là 3 bữa nữa 9 giờ sáng thấy các bạn có phó có ghi vậy đó nó giờ đem qua phía sau chôn phía sau nhờ. Chú cũng ở xa mới về hả chú ha nghe tin như vậy cũng về sự của sự việc nói chung cũng khá đau lòng còn mới có 39 tuổi thôi không ai gặp nạn như vậy phía chồng thì giờ cũng mới vừa tẩm liệm xong mới vừa tẩm liệm cho chú xong giờ nhà phía bên sau thì nhà bà con dùm đi vô trong cái coi cái xong chưa thì hôm nay thì anh em cũng đến đây để chia sẻ chút hình ảnh nữa rồi đoạn trước khi về ở đây cũng chạy về Sóc Trăng đó nha áo quan mình chưa đầy loại cả nhà chưa xong mấy anh thì cũng đang chở đẩy đá cát vào phía bên trong á đẩy đá cát rồi phía bên trong để chuẩn bị để làm cái phần mồ á hay gì đạo Phật
cả nhà thì mới gọi thì anh em cũng vào cũng như để chia sẻ những hình ảnh bên trong hậu sự của anh Tiến 39 tuổi. Hiện giờ thì gia đình cũng bận rộn để lo cho phần tẩm liệm cũng như là sắp xếp á, sắp xếp để chờ người thân như bà con đến viếng cả nhà. Nhà của gia đình thì nằm ở phía bên trong cả nhà, tốt bên trong cả nhà. Nên là hiện giờ thì gia đình cũng lu bu á, tụi em cũng không có tiện hỏi nhiều, chỉ đến để cập nhật cũng như là gửi những cái tấm lòng của nhà hảo tâm đến cho gia đình. Thực sự thì mỗi câu chuyện rất là buồn khi mà anh Tiến 39 tuổi là một trụ cột chính trong gia đình, thì không ai thì trên đường đi làm về thì anh bị va chạm với xe tải và anh đã mất rồi cả nhà, bỏ lại vợ cùng với ba đứa con còn rất là nhỏ. Đó, còn rất là nhỏ nó thì giờ thì cũng không biết như thế nào nữa. Gia đình cũng đang chuẩn bị để lo cho phần hậu sự á cả nhà. Qua video thì em cũng xin một lần nữa gửi lời cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành cùng anh em, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn cũng như là kịp thời hỗ trợ cho gia đình để gia đình có thêm cái chi phí để lo cho phần hậu sự cho anh Tiến 39 tuổi cả nhà. Bây giờ chắc cho phép em cũng như là anh em tạm khép video này ở đây, cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả với mình Hồng Quân trong những video tiếp theo ha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ạ.